Y Tý là một xã biên giới thuộc huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Vì nằm trên độ cao hơn 2.000 mét so với mực nước biển, nên nhiều người gọi Y Tý bằng cái tên gợi nhiều cảm xúc là mảnh đất mù sương. Tuy nhiên, tùy từng mùa mà cảnh sắc nơi đây có sự thay đổi. Và trong những ngày tháng 8 này, Y Tý đang khoác lên mình màu xanh mướt của những thửa ruộng bậc thang trải dài giữa lưng chừng trời. Hiện tại thì tôi đang ở xã Y Tý, huyện Bát Sát, tỉnh Lào Cai. Quý vị có thể thấy ngay sau lưng tôi là ruộng bậc thang vô cùng hùng vĩ. Ở đây thì chúng ta có thể cảm nhận một cái vẻ đẹp rất là bình yên, rất là thanh bình của cuộc sống. Và bây giờ hãy cùng tìm hiểu xem ở Y Tý thì có những gì thú vị nữa nhé. Đến Y Tý, ngoài săn mây thì một trong những địa điểm không thể bỏ qua là thung lũng ruộng bậc thang Thề Bả, nơi được xếp hạng là danh lam thắng cảnh quốc gia. Đến với ruộng bậc thang thung lũng Thề Bả ấy, thì du khách hay đến vào cái mùa nước đổ là vào khoảng tháng 4, tháng 5 và mùa lúa chín là vào khoảng tháng 8, tháng 9. Nó sẽ là mùa đẹp nhất trong năm. Thế thì cái thời điểm đấy mình có những cái hoạt động gì để cho du khách người ta tìm đến đấy và người ta tham quan hay là trải nghiệm và chiêm ngưỡng không ạ? Thì sẽ có rất nhiều cái hoạt động của cho du khách trải nghiệm. Có thể là một ngày gạt cùng với bà con nhân dân xã Y Tý hoặc là để đi ngắm cảnh, chụp ảnh, check in. Thung lũng ruộng bậc thang Thề Bả chủ yếu được canh tác bởi đồng bào Hà Nhì. Vậy nên, ngoài giá trị về du lịch, còn giúp chúng ta hiểu hơn về văn hóa lịch sử của đồng bào nơi đây, từ thuở lập làng, lập bản. Một trong những địa điểm hấp dẫn tiếp theo khi tới Y Tý chính là hệ thống nhà trình tường của người Hà Nhì. Giữa núi non hùng vĩ, hàng trăm nếp nhà mộc mạc mang màu đất gợi lên sự bình yên, êm đềm. Nhìn từ về bên ngoài thì ta thấy là cái ngôi nhà trình tường truyền thống của Hà Nhì là nó có hình vuông, còn là hình chữ nhật và nó có bốn mái. Hà Nhì có làm cái khuôn bằng gỗ, có thể tháo lắp rời để trình từng khuôn một và đổ cho đất vào cái khuôn rồi nó có cái chày để giã. Với cái độ dày khoảng 45 đến 50 phân thì bên trong không chỉ có nguyên đất mà sẽ cho cả cái đá học vào bên trong cái khuôn đó để trình cho nó, để tăng cái độ kết dính, độ cứng cho bức tường. Sở dĩ người Hà Nhì mà làm cái nhà trình tường đất nó kín như vậy là bởi vì là nó cũng liên quan đến cái phần là thời tiết ở cái vùng cao này thì rất là ẩm, mà mùa đông mây mù gần như là quanh năm. Trên nhà ấy sẽ có cái gác, người Hà Nhì sẽ bảo quản các cái nông sản, tức như là thóc, ngô, rồi tất cả mọi thứ thu hái về là sẽ để lên trên đấy. Còn bên dưới sẽ là không gian sống. Với kiến trúc đặc biệt như vậy, nên dù là mùa đông giá hay mùa hè oi bức, thì đồng bào Hà Nhì đều có thể vượt qua được sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Không chỉ giỏi dựng nhà, làm ruộng bậc thang, mà người Hà Nhì cũng rất khéo tay với những nghề truyền thống như mây che đan. Ông ơi, cái nghề này ông làm được bao nhiêu năm rồi ạ? Tức là tôi đã làm cái nghề đan lát này làm được hơn 20 năm rồi. Nhưng mà bây giờ cháu thấy là gần như thanh niên ở trong bản của mình gần như là rất ít người biết làm cái này đúng không ạ? Thế là đấy là cũng là một cái nghề truyền thống của người Hà Nhì của mình đúng không ạ? Rồi, cái này là từ xưa đến nay cũng dân tộc Hà Nhì nó chuyên dùng cái mâm này, cho nên là truyền thống của dân tộc Hà Nhì là lúc nào có cái mơ thì lúc nào có người biết đàn. Hy vọng là ông sẽ truyền dạy được cho nhiều người biết đàn hơn nữa và giữ được cái nghề truyền thống của quê hương. Dù cuộc sống hiện đại nhưng người Hà Nhì vẫn thích sử dụng những chiếc giỏ, chiếc mâm truyền thống được làm bằng mây che đan. Vậy nên với những nghệ nhân già như ông Ly Hở Suy, mắt còn sáng, tay còn nhanh là còn giữ nghề. Cuộc sống, con người và thiên nhiên Y Tý là vậy, hoang sơ mộc mạc nhưng giàu bản.